Hyundai Grand i10 ra rìa vì đối thủ mới ra mắt, giá chỉ 247 triệu đồng, thiết kế vạn người mê. Tata Motors cuối cùng đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện Tiago mới tại thị trường Ấn Độ. Được định vị bên dưới Tiago EV, Tata Tiago EV là chiếc xe chở khách chạy điện có giá cả phải chăng nhất Ấn Độ. Với mức giá chỉ 8,49 lakhs, khoảng 247 triệu đồng. Mức giá này sẽ giúp Tata Tiago EV dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng và có thể trở thành sự lựa chọn để thay thế cho Hyundai Grand i10. Mẫu xe điện Tata Tiago EV trông gần giống với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, Tata đã thực hiện một số yếu tố thiết kế khác biệt trên Tiago EV. Mẫu xe mới có các điểm nhấn màu xanh lam trên lưới tản nhiệt phía trước và xung quanh vỏ đèn sương mù. Chiếc hatchback này được trang bị lưới tản nhiệt chống màu đen bóng với hoa văn 3 mũi tên, huy hiệu EV và đèn pha projector. Mẫu xe Tata Tiago EV mới đi kèm với các tính năng như chế độ thể thao, công nghệ xe hơi kết nối, ghế giả da, điều hòa tự động hoàn toàn, hộp đựng găng tay làm mát và ITPMS là tiêu chuẩn. Đối thủ chạy điện của Hyundai Grand i10 mới được trang bị phanh tái tạo, tính năng kiểm soát hành trình, công nghệ sạc nhanh và các tính năng Connect. Hầu hết các tính năng được chia sẻ với phiên bản động cơ đốt trong thông thường. Ngoài ra, Tata Tiago EV có hệ thống chắn nắng phía sau, camera đỗ xe phía sau, vô lăng đa chức năng, gương chiếu hậu điều chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, lệnh thoại, ghế lái có thể điều chỉnh độ cao, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto và hệ thống âm thanh 8 loa Harman. Tata Motors đã giới thiệu hệ thống phanh tái tạo đa chế độ trong Nexon EV Max. Công nghệ này sau đó cũng được giới thiệu trong Nexon EV Prime. Phanh tái tạo cho phép người dùng sạc lại pin khi đang lái xe, và mức tái tạo cao nhất hỗ trợ cho việc lái xe bằng một bàn đạp. Tiago EV mới chia sẻ nền tảng với Tiago EV và đi kèm với hệ thống chuyển động Zipchon. Xe được cung cấp với hai gói pin 24kW và 19,2kW. Trong khi gói pin 24kW cung cấp phạm vi di chuyển là 315km, thì gói pin 19,2kW cho phép xe di chuyển 250km trong một lần sạc. Phiên bản 24kW cung cấp công suất 74 mã lực và mô men xoắn 115Nm. Phiên bản 19,2kW cho mẫu xe đối thủ chạy điện của Hyundai Grand i10 sức mạnh 60 mã lực và mô men xoắn 105Nm. Tata Tiago EV được cho là đạt được khả năng tăng tốc từ 0 lên 60km/h chỉ trong 5,7 giây. Mẫu xe này đi kèm với 4 tùy chọn sạc gồm bộ sạc gia đình thông thường 15A, bộ sạc AC 33KW, bộ sạc tại nhà 72KW AC và bộ sạc nhanh DC. Pin có thể được sạc đầy trong 3 giờ 36 phút bằng bộ sạc AC 72KW. Với bộ sạc nhanh DC, mẫu xe đối thủ của Hyundai Grand i10 có thể được sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 57 phút.